Mày làm cái nói cái gì kia chứ, đăng ký đi đi rồi đó. Đăng ký rồi đó. Thôi Út được đi nhóc trơn à, Út quá sướng chết luôn á. Thiệt tình Út là người hiểu biết xóm này là hiểu biết nhất luôn á. Mình đâu có được đi nước nào. Dạ. Người Út nói tiếng Singapore với người ta đồ này kia. Còn mình đây có dám nói không? Nguyên xóm có ai dám nói không? Út là tiến bộ lắm luôn.